Xin kính chào quý bà con và các bạn ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại xã Phú Thành, huyện Trà Ôn các bạn. Thì hôm nay mình quay lại cập nhật tình hình cái vườn sầu riêng của anh Vũ nha các bạn. Thì cái vườn sầu riêng của anh Vũ này các bạn, thì mình có cho sử dụng, thứ nhất là ở bên trong bông á, là mình cho sử dụng cái bộ dưỡng bông bên mình là Nemet và Multiten các bạn. Và ở ngoài lá là mình cho sử dụng cái Mantut để kéo được một cơ đọt trước sổ nhị các bạn. Và thứ hai á, là để phòng trị nấm bệnh trái lá nha các bạn. Thì cuối clip á, thì mình sẽ chia sẻ chi tiết về từng cái sản phẩm nha các bạn. Rồi, thì quay trở lại vườn của anh Vũ. Thì hôm nay các bạn, thì tình hình cái thời tiết sương muối các bạn, thì nó ảnh hưởng rất là nặng, làm cho nhiều cái vườn sầu riêng bị trái lá rất là nhanh. Và trái rất là nặng nha các bạn. Lây lan rất là nhanh luôn các bạn. Thì đặc biệt là cái giai đoạn này cây chúng ta đang ôm bông nữa các bạn, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới bà con chúng ta nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái dàn lá của cây của anh Vũ hôm nay như nè các bạn. Rồi đây các bạn, thì đây là cái dàn lá này các bạn. Thì dàn lá của anh hôm nay nè các bạn, xanh bóng dày lá nha các bạn, dẻo không giòn các bạn. Đây, dàn lá anh còn rất là đẹp luôn các bạn. Mặc dù hôm nay các bạn thì thời tiết sương muối rồi kia các bạn, thì làm rất là nhiều cái vườn bị trái lá nặng các bạn. Nhưng mà vườn của anh các bạn là xuất hiện trái lá rất là ít các bạn. Mà có xuất hiện đi chăng nữa thì nó cũng đã khô và nó đã đứng bệnh, không còn lây sang những lá khác nha các bạn. Và cái tỷ lệ là rất là thấp luôn các bạn. Đây, dàn lá còn rất là ok luôn, rất là đẹp. Đây các bạn. Dàn lá còn rất là đẹp luôn á. Bóng lá nữa các bạn. Xanh lá bóng lá. Thì cơ đọt thì cũng đã ra các bạn. Cơ đọt cũng ra được cơ đọt rồi. Dàn lá còn rất là đẹp nha các bạn. Đây các bạn. Dàn lá tuyệt vời. Lá rất là xanh bóng nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình xin mời các bạn vào xem cái tình trạng bông của anh hôm nay như thế nào nha các bạn. Rồi các bạn, thì đây là cái tình trạng bông hiện tại của vườn của anh Vũ nha các bạn. Sau khi sử dụng cái sản phẩm dưỡng bông bên mình các bạn là Nemet và Multite các bạn. Thì hôm nay bông là phát triển rất là tốt các bạn. Này. Bông phát triển rất là tốt, đồng đều các bạn. Này. Trên kia đó, bông rất là đẹp luôn. Này các bạn. Rất là sáng bông luôn. Để qua cây bên kia cho bạn coi ha. Đây các bạn. Chả nắng quá các bạn. Các bạn thấy rõ không? Bông rất là đẹp luôn nha. Rất là sáng bông, mập bông nha các bạn. Chắc cuốn nữa. Đây là những cái sản phẩm mà mình cho anh Vũ sử dụng cái vườn sầu riêng của mình các bạn. Thì về đầu tiên là cái sản phẩm Mantut các bạn, thì thành phần của nó là 20% động sinh học các bạn, cộng với chất kích thích sinh học á, là 10%. Thì mình muốn kéo cây đọt trước sổ nhị các bạn và phòng trị nấm bệnh á, thì khi bông của mình á, ra từ 2 cho tới 3 sen thì mình bắt đầu phun Mantut từ 2 cho tới 3 cử các bạn, mỗi cử cách nhau từ 7 cho tới 10 ngày. Thì cái giai đoạn này các bạn, thì một số vườn cũng đang trong cái giai đoạn sổ nhị các bạn, thì cộng với thời tiết sương muối này rất là dễ cháy lá các bạn.
Thì mình xem cái tình hình đọt các bạn. Nếu mà đọt các bạn mà có thể ra các bạn, thì mình phun cái băng tốt này cộng với cái hoạt chất là hexaconazole các bạn, thì mình vừa phòng trị bệnh với mình vừa kiềm đọt lại các bạn. Còn nếu mà đọt các bạn mà không ra nổi á, thì mình có thể phun cái băng tốt này cộng với một số hoạt chất như là metalaxy cộng với mancozeb hoặc là pyraclotrobin cộng với metigam các bạn. Thì trong cái chai băng tốt này các bạn thì có chất kích thích sinh học á, thì khi mình cộng với những hoạt chất đó các bạn thì sẽ tăng cái hiệu lực phòng trị bệnh lên, giúp mau khô vết bệnh, không lây lan nha các bạn và mau khỏi bệnh. Thì về liều sử dụng các bạn thì một chai mantốt nè mình sử dụng cho 200 lít nước các bạn. Thì về cái giá của chai mantốt các bạn thì giá tới tay nông dân là 149 ngàn các bạn. Thì đây là giá niêm yết trước giờ của công ty mình rồi, công ty mình vẫn chưa đổi giá nha các bạn. Rồi thì bây giờ sẽ tới cái bộ sản phẩm mình cho anh Vũ dưỡng bông nha các bạn. Thì về đầu tiên là cái sản phẩm Nemet nha các bạn. Thì thành phần của nó là gồm có bo 50.000 ppm các bạn, có magie, có kẽm và đạm nha các bạn. Thì công dụng của nó sẽ tăng cái số lượng hạt phấn của mình lên và giúp hạt phấn mình mạnh nha các bạn. Thì nó giúp mặt bông khỏe bông, đậu nhiều trái, chống rụng trái. Đây, sản phẩm Nemet nha các bạn. Thì bây giờ sẽ tới cái sản phẩm là Multi TSH nha các bạn. Thì đây là cái sản phẩm Multi TSH. Thì thành phần của nó các bạn thì gồm có kẽm, có đồng, có mangan và magie các bạn. Tỷ trọng của cái chai Multi TSH này là 1.7 và pH của nó là 10 nha các bạn, nó rất là mát. Đặc biệt là có cái mangan là 8.1% và magie là 19% các bạn. Thì cái nồng độ rất là cao. Thì công dụng là nó sẽ cung cấp những cái vitamin chung vi lượng cần thiết nhất cho cây các bạn. Thứ hai là nó kích thích cái quá trình sinh lý của cây diễn ra mạnh hơn, nhanh hơn các bạn. Đặc biệt nó có cái mangan các bạn, nó rất cần thiết cho cây ăn trái các bạn. À, Multi TSH nha các bạn. Rồi, về cái liều sử dụng của hai cái sản phẩm này các bạn. Thì hai cái chai này các bạn, Multi E và Nemet các bạn, thì hai chai mình sử dụng cho 200 lít nước nha các bạn, mình phun vào bông. Thì tùy vào cái giai đoạn phát triển của bông á mà mình có thể cộng thêm amino hoặc là canxi bo các bạn. Thì canxi bo thì mình có thể cộng những cái loại canxi bo mà có nồng độ canxi cao các bạn. Thì phun dưỡng bông thì mình phun định kỳ cho mình các bạn, 7 tới 10 ngày một cử. Thì những cái sản phẩm này các bạn thì đều được nhập khẩu 100% từ Itila các bạn, do công ty Thông Thành Phát mình phân phối tại Việt Nam nha các bạn.